Chào các bạn đã đến kênh Mai Châu Family USA. Hôm nay Mai Châu sẽ chia sẻ cho các bạn làm món chả giò thịt và tôm nha các bạn. Mình gọt sạch rồi mình cắt khúc khúc như vậy, mình xài cái máy này các bạn. Cái này trọng lượng của cà rốt là tất cả là 479 gram cà rốt. Mình cho vào máy xay nha các bạn. Đây là cái máy xay của mình đây này, cho mình giờ mình sắt không nổi nữa các bạn, mình on lên mình xay làm nhanh lắm các bạn. Đó như vậy các bạn cứ bỏ tiếp vô xay. Mình làm chả giò thì mình cắt cho nó nhỏ đó các bạn thấy không, nhanh lắm. Chứ còn mình có hơi ồn các bạn nha. Đó đấy là mình có được cái cà rốt, mình xay được cà rốt rồi, rồi các bạn nha. Lấy ra mình để đây đó, xay nó nhuyễn như vậy đó các bạn. Mình làm chả giò mới được chứ còn mình cắt chả giò cắt hết cả mấy cái này cắt đâu có nổi các bạn, không cắt gì cắt nổi hết á. Nếu các bạn mà không có cái máy xay này á thì các bạn bào nó ra nha các bạn, còn mình thì mình làm vậy cho nó tiện. Rồi mình bỏ lại, mình rắc lại. Rất là đơn giản. Vậy bây giờ mình xay khoai môn nha các bạn. Tổng cộng của số khoai môn của mình là 653 gram. Mình cũng cắt nhỏ khoai môn ra như vậy nè các bạn. Đó, mình cắt như vậy đây. Mình bỏ vô mình xay. Kéo ra không? Mình bỏ vào mình xay. Đấy, nhanh lắm các bạn. Khoai môn nó hơi bị cứng á các bạn, nó nuốt á cho nên nó xay chậm hơn cà rốt. Các bạn cứ cắt như vậy á, gọt khoai môn để rửa ráo rồi các bạn bỏ vô xay. Này giống như mình ép ra trái cây các bạn, mình ép nước dút đó. Nhưng mà cái này nó sắc lát, nó có cái chế độ sắc lát cho mình. Nhanh lắm các bạn, làm cái này chứ còn không thôi. Mình làm sao nổi. Hôm nay mình còn củ cà rốt mình cho vô luôn. Đó, mình xay hết luôn các bạn. Thế là mình xong. Là cái tôm này. Cái tôm này á các bạn rửa sạch để ráo và các bạn lấy chỉ. Thì bây giờ mình bỏ vào để mình xay ở trong cái máy này nha các bạn. Cũng mình bỏ vào mình xay. Cho nên cái máy này nó rất là tiện các bạn, mình xay một nửa. Mình nghĩ mình xay hết luôn á, tại vì tôm mình không có cần xay nhuyễn lắm. Đấy. Bạn không có muốn nó nhỏ lắm, các bạn xay vậy nè. Đó, vậy là xong. Ở đây mình có 60 gram hành và 50 gram tỏi nha các bạn. Mình bỏ vào trong cái máy xay này các bạn nha. Xay nhuyễn luôn các bạn nha. Cái máy này tiện lắm, làm rất là tiện. Các bạn phô cho mình đó. Rồi, một tí. Mình không muốn nó nát lắm, không nát nó nướt nha các bạn. Mình vừa phô rồi mình ăn. Ở đây có nhiều khi nó nằm ở trên đó các bạn, mình cho cái máy mình xuống một chút. Trong này cũng có tôm có rồi, nó dính vô luôn, sạch luôn. Đấy. Tiện cái các bạn ha, cái máy này rất là tiện các bạn.
rồi các bạn hô. Bây giờ là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình lấy ra tô. Các bạn thấy không? Mình có là thịt heo xay này các bạn. Mình có tổng cộng là 5 pound. Và ở đây mình có tôm xay, hồi nãy mình xay đó các bạn, tổng cộng là 4 pound. Rồi bây giờ mình cho cái số lượng tôm và thịt vào đây nha các bạn. Mình cho hết vào đây. Tay mình yếu. Đó, mình cho hết cái lượng thịt và tôm vào đó các bạn. Mình chia ra. Các bạn thấy không? Đó. Bên này là tôm nè. Mình làm vậy thì cho nó đều á các bạn. Mình quay qua đây. 5 bao thịt, 4 thao tôm. Bốn muỗng cà phê muối. Cái muỗng cà phê, cái muỗng này đó các bạn, mình đong bằng cái muỗng này các bạn này. Đây là cái muỗng cà phê đó các bạn, mình đong bằng cái muỗng này nha các bạn. 4 muỗng cà phê muối mình cho vào đây. Ở đây mình có 6 muỗng canh. 6 muỗng canh là cũng cái muỗng này, muỗng này nè, 1 tablespoon đó các bạn. Mình xài bằng muỗng này không các bạn nha. 1 tablespoon là cái một muỗng á. 6 muỗng như vậy. Nước mắm mình cho vào đây. Sáu muỗng dầu hào, cũng là cái muỗng này nha các bạn. Sáu muỗng mình cho vào thịt. Ở đây mình cũng có sáu muỗng đường các bạn, cho vào đây luôn. Đó, cho hết vào. Và một muỗng, cái muỗng này đó các bạn nha, một cái tablespoon nữa nè, dầu mè các bạn cho vào đây. Ra đó các bạn, mình cho vào, mình trộn lại, mình cho vào hết vào đây. Đấy, em cảm ơn tay. Mình trộn thịt này trước nha các bạn. Và ở đây mình có các bạn 2 quả trứng. Mình cho vào đây luôn các bạn, 2 trái trứng nha. Mình phải dùng cái găng tay các bạn để mình trộn, chứ không mình không có xài cái spatula, cái quậy bột được. Mình phải trộn các bạn, mình trộn cho nó dẻo. Đó các bạn, cứ trộn như vậy đó, trộn đều lại. Rồi các bạn ướp nửa tiếng đồng hồ thôi nha. Thơm ghê các bạn, lại có hành á, hành với lại là tỏi, thơm quá. Bà tới lấy cho em hủ tiêu, em cứ mở ở đây. Mình cứ đảo như vậy các bạn. Cái tôm của mình đó các bạn này, mình xay này, mình không có muốn xay hết đâu. Mình xay nhiều khi nó còn, mình ăn trúng cái con tôm này nó cũng ngon lắm các bạn. Chứ mình không có xay nhuyễn. Các bạn làm thử cái công thức này của mình nha. Mình mong rằng các bạn thương yêu cái kênh Mai Châu Family USA. Các bạn cho mình một like, share và subscribe nha các bạn. Mong các bạn chia sẻ, like, ủng hộ mình nha các bạn, để mình có thêm động lực để mình ra thêm video chia sẻ những món ăn cho các bạn nha. Đó, các bạn cứ trộn như vậy đó. Các bạn thấy không? Đây nè, mình ướp nè.
mình cứ lấy cái tôm á, nhiều cái tôm nó nhuyễn á, mình cứ để vậy, khi mình ăn cái mình trúng cái tôm nó ngon lắm các bạn. Mình làm 4 bao tôm luôn mà. Này các bạn. Nè mình đánh ra. Nhiều khi nó cũng quện ở trong này á, mình đánh ra. Bạn cứ vô như vậy đó. Thơm lắm các bạn, có dầu mè thơm lắm. Một muỗng cà phê hơn một chút tiêu đó các bạn nha, để cho nó thơm, đừng bỏ nhiều quá đó, mình cứ trộn như vậy đó các bạn. Một muỗng này nha các bạn, tỏi. Mình không có cho tỏi tươi nhiều các bạn, cho tỏi tươi nhiều mà các bạn để lâu á, mình làm cái này á, mình nhiều khi mình để trong freezer các bạn, rồi con bé mình nó muốn ăn á, mình cho một muỗng canh như vậy nè các bạn. Tỏi bột nha các bạn, thơm lắm. Rồi mình cho vào mình trộn tiếp đó, rồi mình ướp nửa tiếng đồng hồ các bạn, ướp nửa tiếng thôi, đừng có ướp nhiều quá, nửa tiếng là các bạn trở lại. Các bạn bỏ mấy cái rau cũng vào nhé. Sau nửa tiếng đồng hồ các bạn, thì bây giờ mình bỏ nấm mèo vào các bạn nha. Mình ngâm nước ấm để ráo, cắt, mình cũng cắt nhỏ 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 như vậy đó các bạn. Mình cho vào nha các bạn. 224g nấm mèo. Này là 205g mía, mình cho vào luôn các bạn nha. Mía thì mình ngâm nước ấm rồi mình cũng cắt như vậy đó các bạn, cho vào. Ở đây mình có một cái đặc biệt mình chia sẻ với các bạn, ở đây mình có bắp su các bạn. Là mình có 700g bắp su này. Nhà mình thì thích ăn như vậy đó các bạn, mình cho vào đây luôn. Ông xã mình ông thích ăn cái kiểu này, cho nên là mình phải làm, nhà mình từ xưa đến giờ ăn vậy đó các bạn, mình chia sẻ cho các bạn nha. Các bạn rồi mình bỏ cái cà rốt này vào, cái này nó hơi đầy đó các bạn, đầy quá này. Mình trộn cái từ đó các bạn, mình lấy ra nửa này để mình trộn cái này, nó hơi nhiều quá. Mình lấy thịt này ra nha các bạn, mình cho vào, mình trộn nha các bạn. Các bạn làm thử cái cách này của mình đi các bạn nha. Mình bỏ một cái bắp su này vào các bạn, mình ăn đỡ ngán bạn ơi. Nhiều khi cái thịt đó các bạn ăn cái thịt không á, nó ngán lắm. Mà bây giờ mình có rau vô nữa, mình ăn cũng là heo thì cũng khỏe đó các bạn, nó bảo vệ sức khỏe cho mình nữa. Cho nên mình không ăn thịt được nhiều mà ăn rau, cho nên các bạn làm thử cái cách này nha. Các bạn ăn thử các bạn thấy ngon hay không cho mình cái comment nha các bạn. Rồi mình cứ trộn nha các bạn. Mình trộn xong là mình gói nha các bạn. Khi các bạn trộn như vậy rồi, các bạn làm cho mình một các bạn lấy một ít các bạn cho vô là mình, lò vi sóng các bạn thử mặn lạt như thế nào. Tại vì cái công thức này của mình á, là cái cách ăn của gia đình mình. Mình không biết là mỗi cái gia đình á, có cái ăn mặn lạt khác nhau đó các bạn. Cho nên các bạn, mình bị hơi bị mà bị con bệnh á, cho nên đó mình bạn bỏ vào lò vi sóng mình ăn thử nó có mặn lạt không các bạn nha. Nhiều khi mặn lạt á, mỗi gia đình nó mỗi khác. Mình cũng phải bỏ vào lò vi sóng mình coi lại, nhiều khi thơm quá.
thịt nó nằm ở dưới này đó các bạn, cho nó lên. Thịt tôm nằm ở dưới này. Nếu các bạn mà nhà mà ít người á, các bạn làm nửa cái công thức này thôi. Tại mình làm cái này là mình làm mà để trong freezer các bạn, các bạn mấy tháng, một tháng các bạn cũng còn ăn được. Mình làm mình bảo quản tốt. Và mình khi nào mình thích ăn á, mình đi làm về á, trễ cái mình thấy không có gì ăn, cái mình làm cái này lên, cái mình luộc bún lên, nước mắm là mình có được bữa ăn rồi. Con bé mình á nó thích ăn cái này lắm, mà ăn với xà lách đó các bạn cuốn đó, các bạn ăn vậy đó thơm lắm. Các bạn thấy không, mình bỏ vô rồi các bạn thấy này, nó dẻo dễ sợ này đó, các bạn thấy không đấy. Rồi các bạn bắt đầu mình gói nha. Giờ các bạn ơi, bây giờ mình cuốn chả giò nha các bạn. Đây, mình cứ ăn to, nhỏ, lớn, bé gì thì các bạn làm theo gia đình nha. Còn mình thì mỗi lần mình làm á, mình làm một cuộn như vậy đó các bạn. Đó. Anh có quan thì có thấy không ạ? Mình biết là ai cũng biết làm chả giò, nhưng mà mình thấy cái cách này các bạn bỏ cái tay này vô đây nè, các bạn bỏ vô đây nè, các bạn gập này lại. Kỳ xưa mình có nhà hàng á các bạn, cho nên là mình làm vậy thì mình nướng cái chỗ này nó không bị cháy nha các bạn. Đó, các bạn muốn chặt cho miếng trồng trắng vô đây rồi xong mình cuốn cho chặt một chút nha các bạn. Mình làm cái này mình làm nhiều đó các bạn, thôi các bạn làm một nửa cái công thức này thôi. Tại mình làm á, mình nhiều khi mình làm là mình tặng mấy bạn của mình nữa, cho nên mình làm nhiều một chút. Các bạn thì nhà mình ăn ít á, đó các bạn cuốn này, đó cuốn vô đây chặt vậy. Các bạn để cái tay này vô đây, cho cái mí này nó ra vậy này, các bạn gập lại đây. Các bạn để cái tay này đây, để cái này để làm chi? Nó không có bị cháy cái đầu á, nhiều khi mình ăn cái đầu mình nó bị của cái cuốn nó bị cháy đó các bạn. Đó là các bạn cuốn như vậy. Cho bánh vào, cho trồng trắng. Đấy. Mình thích ăn cái bánh tráng này các bạn ơi. Bánh tráng này mình ăn không hiểu sao mình thích cái bánh tráng này. Còn cái kiểu của Việt Nam mình á thì cũng ngon. Dạ, yeah, cái này bỏ freezer các bạn. Mình làm mình để mình ăn. Khi nào mình có tiệc thì mình làm nhiều cái này. Bỏ vào đây các bạn không? Gập cái này xuống, các bạn bỏ vào đây. Chặt cái này. Cái này bạn đưa cái tay này đây này làm này. Đấy, mình biết ai cho cũng biết cuốn chả giò mà ha. Mình chia sẻ cho mấy em nhỏ nhiều khi chưa có kinh nghiệm cuốn chả giò. Vậy rồi các bạn cứ làm vậy ha, làm tới cho hết cái chả giò của mình luôn. Đó, mình chia sẻ thêm một cái nữa nha, cuốn chả giò nữa nha. Cái này thì mấy em nhỏ thì chưa biết, cho còn mấy cô mới là rành hơn mình nhiều. Mình chia sẻ cho mấy em trẻ này, mình làm cái chân nó bự vậy đó các bạn, ăn một tùy theo các bạn nha. Các bạn muốn làm nhỏ thì các bạn làm nhỏ, nhưng mà mình thấy là mình cái này mình làm bự vậy đó các bạn nha. Tùy theo gia đình nha, mình chặt cái chỗ này mình bóp vô cho chặt, mình đưa cái tay mình đây này, mình lấy cái này gập xuống này, thì chỗ này mình nướng không bao giờ bị cháy đâu các bạn. Cái này mình cũng không biết đâu, kỳ xưa mình làm nhà hàng á
rồi mấy người nhà bếp á, người ta chỉ cho mình, mình cũng không có rành mấy cái này đó các bạn thấy không. Rồi hẹn gặp lại các bạn sau nha. Xin chào các bạn, bây giờ chả giò của mình đã là thành phẩm rồi các bạn. Bây giờ mời các cô chú, các bạn và các em cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Bây giờ mời cả nhà nha. Hấp dẫn, hấp dẫn. Mình làm hồi nãy giờ làm chia sẻ với các bạn rồi. Cho bây giờ mình thưởng thức nha. Mời cả nhà nha. Mình gia đình mình ăn chả giò giống như vậy đó các cô chú các bạn. Mình cuốn salad hay là cuốn bắp cải cái gì cũng được hết á. Đây mình có rau thơm nè các bạn, mình bỏ rau thơm vào đó, rồi mình làm một cuốn này luôn. Đó, bỏ vào đây nè các bạn. Đấy. Rồi mình bỏ một ít. Dạ. Một ít rau thơm, à một ít đồ chua ngọt nữa các bạn. Đồ chua ngọt đây mình làm bữa hôm ăn bánh xèo. Còn rồi mình cuốn thôi. Các bạn nghe nó giòn không? Ngon rụm luôn. Giòn ngon. Giòn ngon quá à. Xin mời cô chú các bạn cùng các em nha. Mời cả nhà. Cả nhà ăn. Ngon. Nóng bốc khói luôn. Cái này mình bốc khói luôn. Ngon. Vừa ăn mà. Mình mới vừa nướng xong anh rút điện ra rồi hả? Mình chiên bằng cái nồi chiên dầu á các bạn. Ngon quá. Tuyệt vời, ăn cắp tuyệt vời. Rồi chua ngọt quá, ăn ngon hả? Thêm chút xíu ngon. Ngon quá. Ăn với cải vẹt xanh các bạn cũng ngon lắm. Tùy với mọi người thích, ai thích cuốn xà lách thì cuốn, ai đúng cuốn cải thì cuốn. Ở về Sĩ Nha bây giờ trời lạnh lắm các bạn ơi, bây giờ ở ngoài trời là 37 độ C, 37 độ F á, lạnh lắm, cho nên mình ăn cái món này là rất là thích hợp, coi như là rất là thích hợp. Nên là xuống 30 độ, xuống 30 độ rồi hả? Tối là xuống 30 độ, tối rồi 30 độ rồi đó, xuống còn 20 mấy. Đổ ly nước, mang ly nước để ngoài mai sáng nó đông đá biết liền mà. Trời lạnh mà. Dạ. Trời này lạnh lắm. Mình thích ăn cải vẹt xanh, mình cuốn cải vẹt xanh. Thêm một cuốn nữa, gia đình mình ăn vậy đó các bạn. Làm bự thì sorry lấy luôn, cái này nó trơn quá các bạn. Cứ làm một cuốn như vậy, bỏ thêm một ít rau thơm vào, bỏ một ít dưa chua và chua ngọt vào, củ cải cho mình làm chua ngọt, rồi mình cuốn lên.
cơm nhiều các bạn là tốt rồi. Ngon quá. Ngon. Chờ đừng cuốn nữa. Cái tay đỡ. Mấy cái đũa đỡ cái tay nè. Ăn cho nó đọc. Đọc thơm. Phật tích ăn đọc thơm. Còn nếm là cọc xả lắc. Đọc thơm. Giòn. Úi dạ, trơn quá. Cái đũa không trơn. Gần được chưa? Con lại ăn nữa. Oh, quên. Quên bỏ miếng cái này vô, miếng ngon. Cái nào cái này vô không nhận nó ngon. Mì chua á. Mì chua nó ngon. Ngon quá. Đó. Ôi trời, cuốn này đã hay. Sáng xe nó chạy đá rất đầy đường. Được từ đâu tới? Mai Châu rất cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Mai Châu. Mong rằng các bạn thương yêu và cho Mai Châu một like, share và subscribe nha các bạn. Xin hẹn lại các bạn ở video kế tiếp. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Con gái không? Đi nữa là con gái đi đó.